Làm cơm trộn Hàn Quốc kiểu lười mà vẫn ăn ngon. Đối với món này thì các bạn dùng rau củ gì cũng được, càng nhiều màu sắc càng tốt. Quan trọng là phải cắt sợi như thế này nha. Sau đó thay vì xào thì mình sẽ đem đi hấp hết luôn. Và đây là chiếc nồi lẩu hấp mini mình mới tậu nè. Một mình mà ăn lẩu hay ăn mì thì dùng em này quá xá là tiện luôn rồi. Đợi rau củ chín thì mình nhanh tay làm nước sốt nè. Công thức của mình pha có để trên màn hình nha. Pha xong chén nước sốt này mình thèm ăn thịt nướng kinh khủng, mùi mè rang thơm ơi là thơm luôn. Sau 3 phút thì rau củ đã chín rồi nè. Sẽ cho thêm một ít dầu mè, một ít muối và một ít mè rang. Mình dùng luôn cái nồi đa năng này để xào bò nè. Cho thêm một xíu gia vị nữa để bò được đậm đà hơn. Giờ thì cho cơm và các loại rau củ quả vào nồi hết luôn nè. Mình cho vào cơm 3 muỗng nước sốt, mà cho nhiều hơn thì cũng được nha. Và cuối cùng là cho một quả trứng vào để tăng độ béo. Nghe đồn là sau khi chà các ngón tay lên tỏi thì mình có thể dễ dàng bóc được lòng đỏ trứng ra. Nhưng nhìn nè, mình có làm được đâu. Đành dùng cách cũ để tách lòng đỏ ra thôi. Cũng dễ và nhanh chứ bộ. Mọi người có thể thay lòng đỏ trứng bằng trứng chiên thì cũng ngon lắm á. Để ăn ngon hơn và giống ngoài tiệm hơn thì mọi người nhớ bật bếp lên trong vòng 1 phút để cơm thật nóng nhé.